cây mẹ đọt coi như là non. Không, cây của anh có cắt đâu mà phải che. Kinh. Thế là thôi bỏ mẹ. Mảnh à? Mảnh. Cái này che người chứ gì cây. Hả? Mảnh này che người thôi. Buổi tối ví dụ anh ngủ đây là anh buông xuống. Ngủ đây à? Ngủ dưới chứ để anh ngủ đây. Nằm chân. À, này, này, bắt đầu ra quả này. Úi giời. Ôi nhiều chứ. Quả này, vãi cái đái luôn. Khủng khiếp. Úi giời, quả này. Phê quá nha. Bắt đầu ra nhiều cái quả con nhỉ? Ừ, này. Không, nhưng mà nó thỉnh thoảng nó ra này đấy em ạ. Thì bây giờ mình lấy dăm nó dày này thì buộc nó phải ra quả ở đây thôi. Chứ ở trong khó mà ra được ở thân ấy. Vì là nó tối rồi. Nó ra được nó lại từ dễ bị rụng, nhiều quả lắm. Này. Ui giời, chi chít quả. Mà khoảng độ nửa tháng nữa mà sang thì cây này thì quả của nó thì vãi đái luôn này. Cái quả của nó ngậy lắm, quả theo cái kiểu quả mỡ, quả trắng ấy. Ừ, quả này trắng lắm. Nó quả trắng mà nó dẹt dẹt ăn cực kỳ béo. Được chưa? Không phải quả tím đâu. Đúng rồi. Đúng cây sung này, ui rồi, ui rồi mẹ đùn quả này, này đùn quả này, bên trong toàn là vòi quả hết nhá, ok, về quá, em là có giao lưu nữa để múc nào, lâu sang thăm anh này, cây tốt lắm, môi trường nó làm thay đổi hoàn toàn bộ cái cây đấy, quý vị. Xanh quê này, lá này. Mà nào. Chưa biết dáng thế nào nhưng mà cây rất khỏe. Đây là cái cây đa. Đa cho lên cái chậu này nhìn nó bề thế hẳn, hợp. Rất hợp. Cái chậu này đợt cũng mang bên kia về phải anh nhỉ? Đấy, bên đây. Vừa đấy. Cây chậu của chú Tung vào thì lại bé quá. Vừa, chậu này vừa đấy. Mà cái chậu kia vào thì nó cây nó lại bé lắm. Cây nó nhìn nó... Không vừa, không đủ được mà. Có vừa nhìn nó không đẹp bằng chậu này. Chậu này chắc chắn nhỉ? Nhìn nó hợp với cái dáng cây. Cây tốt thế này rồi. Đấy, bên kia thì có mà thốc và đít cũng chịu. Sang bên này cái khác bọt này. Đấy, cái này còn khỏe hơn ở bên kia anh ạ. Nhỉ? Yeah. Khỏe hơn ở bên cán bộ. Đấy, cái này bây giờ nó thành mẹ màu xanh rồi này. Cái để ly này. Mãi mê ra lá đấy. Ừ. Ông cứ mẹ mày kiểu giận dỗi thì mình ông đi chạy. Không phải mà là nó từ bên kia mang sang. Nó vẫn là cái khung cũ. Còn loạt này là tường là được cắt rồi. Mọi cây là được cắt. Ngay, ông này, tại vì ông đấy không, mình không động vào, mình không cắt. Nhưng cái nhìn cái già nó mẹ như màu xi măng nhỉ, kinh. Đấy. Này thì úi giời, cái này đợt này cũng khỏe này. Lá dày đợt trước lá mỏng mỏng cái này. Đấy. Bà thế thôi. Gọi thế thôi, chỉ cần thế thôi. Đó. Xòe kín như tán ô này, cây nó khỏe, nó nảy lộc liên tục. Lá non liên tục. Cái này thì không cắt được cái nào đâu, kệ nó. Đến vụ thì làm thể. Giờ đang lá non đang cần lá để che chắn. Đấy. Cây bây giờ nó không những khỏe mà nó còn sạch cây. Sạch cây. Sạch cây. Mình thích cái màu da ấy. Từ màu đỏ đồng nhá. Bây giờ là nuôi tay, nuôi cảnh phóng ra. Nó chuyển thành màu xanh xanh kiểu màu tem này, màu địa y này. Nó gần với màu xi măng mốc ạ.
được đấy. Xanh quê là chủ yếu. Cái cánh phải này. Ôi mẹ nói. Ăn cơm ở đây ra không vắt đũa. Đấy, cây này cây nào khác bọt. Cây nào khác bọt. Vài cây. Mấy hôm rồi nắng khiếp. Buổi chiều thì ngồi thì đéo được đây. Ấn tượng cái sùng này là ấn tượng thật. Cái sùng này khéo mẹ đặt cho nó cái chậu đá đẹp. Chậu đá thì nghe nó nặng nề quá nhỉ. Để yên chỗ thôi, có thể làm chậu tròn được ấy. Thôi, để thế này được rồi. Nhưng mà nhìn từng cái kẽ bên trong mà xem thì nó đùn quả ra. Sắp tới về nó quả của nó mà nó ra cái đợt này thì kín cây luôn. Từ ngoài vào trong này, từ búp vào đến trong luôn này. Này, lấm tấm này, toàn quả. Sợ, này thì nhiều lắm. Sợ thật. Đợt trước nó đã nhiều, đợt này nó ra nó đều khắp nơi. Khủng khiếp. Há miệng trời sung. Cái dáng cây nó cũng đẹp, hiếm cây. Này. Tự nhiên này, tán rồi rộng rồi. 2, 4, 6, nó khoảng lọ... tán vượt tầm khoảng 70 đấy. Chậu thì cỡ 35-50. Ấn tượng. Cái sung cũng dáng đẹp mà lại còn nhiều quả. Một cái quả trắng trắng nó hơi dẹt dẹt. Cắn một miếng thì ngon tụt lưỡi. Còn ở đâu đây thì rất nhiều nhưng mà chả nhìn thấy gì được đâu. Còn đang nuôi. Đấy, tốt thế này là ok đấy nha. Cây này sợ cũng là cây đẹp đây này. Tay cành to nở nhanh phết đi đùa đâu. Hôm nay chị vẫn phải đi làm à? Thứ bảy nhà mình có đơn vị đâu. Đấy. Ông này tùm bung xích chó này, những cái rễ chậu thì chật tích đây này. Rồi, sáng sớm mà sờ vào chậu bỏng tay rồi đấy, chật ních luôn mà cây này vẫn cứ bung xích chó luôn. Vừa nãy đầy công ương có chứ. Được đấy, anh chơi hay hơn xếp tùng đấy. Xếp tùng toàn cây hòm hòm rồi mà bây giờ mãi không xong. Thế mà nó được cái đợt đầu mà cái lúc mà ông ấy thay đất thì đủ thì có vẻ là tốt, mãi sau nó bắt đầu nó rạc dần đi. Điều đấy. Đấy, còn rộng chỗ lắm. Còn mẹ còn được lần nữa. Đấy là cái chỗ cái bờ tường thì còn không để kìa. Bờ tường mà để thì còn để được nhiều. Bờ tường anh đã để anh cạp cái vì là kia là để một bên cạnh 40 ra đây này. Cạp thêm đây. Bây giờ mới chính thức có sân chơi rồi. Đấy. Cứ cho nó phi vào mầm này cho nó phơi này. Là cái này thì nó có chết chẳng nhỉ. Sợ chết. Chết á? Đây này, cái thứ anh cắt. Lại cháy nắng. Nó tự đây này, đây tự héo mà anh vạch ra tìm không thấy. Hay là sâu nhỉ? Nhưng lại chết một nửa. Đây nó ở trên ngọn này này. Thế nào nhỉ? Nó chết điểm thì không phải là nó chết đấy đâu. Ở đây thì có vẻ là cháy nắng này. Cháy chứ sao thì cái cành kia không cháy. Có vẻ cành kia nó khỏe hơn. Đây này, nắng đây là cháy nắng đấy. Cháy nắng. Cháy nắng á? Cháy nắng. Cây này khả năng là có cả chiều này nó chiếu vào với chiều kia nữa. Không, đây chỉ còn nắng hướng tây về đằng này thôi. Chứ không có ngoài. Nhưng mà sau 12 giờ thì nắng ở đâu? Hả? Sau 12 giờ. Hướng này là hướng gì nhỉ? Đây, nó càng ngày càng buổi chiều nó càng đổ hướng tây về đằng này. Như này là một là cháy nắng này, hai là con sâu lục thân nhưng mà không có sâu. Cây này thì có lục thân, có nhiều, không bao giờ có lục thân. Thế mà không có sâu tự nhiên lại chết một nửa, thế là chỉ có cháy nắng này. Cái xanh nó đắng.
bị cháy nắng, không không bị được vào đến trong là được rồi. Đấy, chưa. Đấy. Cây cối mà mượt phết đấy đùa đâu. Được. Nổ gì đây? Cột nhà gì? Đấy, anh em xem. Cây cối mà khỏe thế này mà. Toàn cây chậu bé tí. Hôm nào cắt thì ngắm thì phê đấy. Giờ có mỗi con sung này là chỉ có nửa tháng nữa sang rồi. Không, tầm này là lá đi giờ bắt đầu đổ là cứng rồi đấy. Không không còn lá tơ mày được đâu. Kia bây giờ nó chuẩn bị rụng những lá bên trong nó già. Là quả nó có ánh nắng để nó nở. Lại nhiều quả thế chứ. Đố mà đến với quả luôn. Cái đợt vừa rồi ấy là nó ra một cái lác đác đúng rồi, này này. Câu nhiều. Nhử bây giờ. Nhưng mà bây giờ cái đầu này này nó đâm ra khắp nơi này. Này. Nhìn này. Nó đâm một phát là ra là toàn quả luôn chứ không phải cái kèm lá đâu nhá. Này, nhìn này. Bất cứ chỗ nào cũng phun ra này. Khủng khiếp. Này. Đây này, bên này bây giờ là nó lớn này. Nhanh lắm quả đấy. Ui, này. Bây giờ quả lớn nhanh. Đấy này. Riêng một cái cành này chạy từ trong ra ngoài. Này. Không biết bao nhiêu quả. Ghê thật. Mà cây này là quả trắng này thích nhỉ. Quả trắng dệt dệt ăn cũng sướng cơ. Sau phải vặt bớt đi nhỉ. Đừng để nhiều quá. Kệ mẹ. Xong nhiều quá nó hại cây mà. Tự ui, cắt vặt bớt ấy thì quả nó đỡ chen chúc. Quả nó to mà khỏe nó cũng khỏe cây hơn. Nó chỉ được tuần thôi. Bởi vì nó quá nhiều quả. Nhìn này thôi bắt đầu từ giờ quả nó nhanh lắm. Lớn nhanh. Rồi, uống nước. Này sẽ không cắt được cây nào đâu. Đang cần nó tùm. Đấy, toàn cành dâm dối thành này này. Chịu khó thì mới có thịt chó mà ăn.